Mới đây, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Vinet phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông góp phần đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái. Thông qua hệ thống ứng dụng thông tin, tất cả thông tin của sản phẩm cũng như doanh nghiệp đều được thể hiện trên tem xác thực điện tử Virtual và dán vào các sản phẩm để người tiêu dùng có thể tra cứu được chính xác nguồn gốc qua hình thức gồm website xác thực.chinhphu.vn, tổng đài tin nhắn 8173 và Zalo. Khách hàng mua sản phẩm cào mã số xác thực và sử dụng các hình thức tra cứu sẽ biết được sản phẩm của họ đang sử dụng là của doanh nghiệp nào. Nếu mã xác thực được nhân bản và làm giả, thì khi tra cứu từ lần thứ 2 trở đi, mã đó sẽ cảnh báo cho người tiêu dùng. Cùng lúc, cảnh báo hàng giả sẽ tự động chuyển tới ban quản trị hệ thống và doanh nghiệp. Cách xác minh trực tiếp với người tiêu dùng sẽ là căn cứ truy ngược để chuyển đến các cơ quan quản lý chức năng xử lý.